Giống như chúng ta, lông mi cũng có độ tuổi. Độ tuổi trung bình là khoảng 90 ngày. Nếu chúng ta bị tác động giống như là các bạn nữ thường xuyên uống mi, nói mi, make up, chải mascara thì rất là dễ bị gãy rụng. Bản thân Đan Trường là nam, thường xuyên make up và thường xuyên phải tẩy trang. Chỉ tẩy trang thôi mà Đan Trường cảm thấy như là lông mi của Đan Trường rụng như gần hết và có nguy cơ là rụng vĩnh viễn. Đan Trường đã tìm hiểu và tin dùng sản phẩm dưỡng mi FEG được phân phối độc quyền bởi Ula Store. Đan Trường chỉ dùng vài ngày thôi thì lông mi của Đan Trường đã dài và rậm ra hẳn. Và đặc biệt nhất là sản phẩm này có thể dùng cho chân mày. Các bạn nam nào chân mày thưa hoặc lợt màu muốn chân mày đậm như Đan Trường thì hãy sử dụng nha. Đây là sản phẩm dành cho cả nam và nữ và đặc biệt không gây kích ứng da, được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên theo công nghệ tiêu chuẩn của Mỹ, rất là an toàn. Trên thị trường hiện tại có rất nhiều hàng trôi nổi. Đan Trường khuyên mọi người hãy tới Ula Store để có được sản phẩm chính hãng nhé. Dưỡng mi FEG, bôi tới đâu mi dài tới đó, chân mày thưa thớt rồi cũng thành đen